con xin bán đào cung thịnh mời mẫu đáo xứng đàn duyên. Quả thực dâng lên có đăng trà, quả thực dâng lên lòng tin bán thịnh chú tiện cử trùng. Ngày lành tiệc mở thông dung, con thỉnh tam tòa tiên thanh công đồng mộc giang đàn duyên. Thiên tiên cung thỉnh mời mẫu đệ nhất, thanh vân công chúa thượng thiên mẫu nguyên về bốn quê đất phủ dày an khai thôn quê nghĩa hưng thiên bản nhà lê cải dân lô hương xạ nhiệt pháp du mong muốn sư kết cường vân thành ý phương ngân sư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân căn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân căn Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân căn Bồ Tát Ma Tát. Sẽ loan thánh giá hồi cùng đệ nhị địa tiên cung thỉnh xưa mẫu hiển thanh trong đền sông sơn. Nhan sắc khác thường hình rồng, nhan sắc khác thường giá danh đòi một hoa vương khôn bì. Chiên đàn hại ngạt lô nhiệt minh hương gia dư tử mẫu lượng vô hương hỏa nội đắc thanh hương chí tâm kim cương nhật xu biến thập phương. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát. Sa la thanh gia hồi cùng thánh mẫu xích nên lòng nữ mẫu ngự đền hoài cung sớm kết loan hồng kính xuyên, sớm kết loan hồng thảo mai tiểu thiếp đem lòng gieo oan dưới định chân hương phần khởi dung thiên thương. Lô phong khoảnh khắc nhân huân tự biến mãn thập phương tích nhật ra dù những nạn tiêu tài trương. Nam mô hương vân cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô hương vân cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Sa loan thanh ca hồi cùng có lệnh truyền ra đức ông, có lệnh truyền ra quan quân thủy bộ cùng là chư dinh ô bình đáo phạm nam thành. Đáo phạm nam thành ô bình đáo phạm nam thành, người đấy đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi. Vọng bái tô quỳ đệ tử con xin vong bái tô quỳ đức đệ tam đông hải người độ trì chứng minh. Thay ra con thỉnh chú mượn sơn trang tam vị chú mượn chú ba đệ nhất tây thiên
ni anh đình dáng thế ngư từ miền chân xa. Tình thiên dị kia
Bát Nhã. Thời thời bất cổ có thác vàng, thác bạc như in có cầu, có nước sông trường. Có cầu, có nước sông cảnh đua nhau tùng mai úc trúc mà lý thanh tao mọi thứ nở hoa cảnh lên trang điểm ngàn hoa về đồng sơn tiến tuần hương cúi đầu lễ mẫu mười phương độ trì tay dâng nhang miệng khấn từ bi tam tòa thiên thanh về trên tâm cho đồng ý à. Bài sai đúng chịu lục cung tinh chúa bà hãy mang chúc mang giang mang tre mang lứa cơm lam trà vàng cùng cô kỳ sùng đi ia đêm 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 anh lửa lập lề cấm lan một ống nước suối kem một bầu trong chúa ba cài long lanh ngọc trâu trong thanh gió mát bên lầu hát ca sương rằng khói cỏ nhạt nhòa. Soi khắp hoàn đêm đây, soi trong nam việt, soi về sơn trang, soi trong nam việt, lại soi về sơn trang. Từ thành thị kinh đô cho đất nước bốn mùa thịnh xuân bước tiến sang tỏ xa gần soi đường lục đạo châm luân muôn loài đùa đêm biến hiện lên người ia quân phương trăm họ đề đáng tháng ngày ban cho tiền tốt lúa dày bồng lộc cho trí về đây càng nhiều ban cho giải nhất sang nhiều tài lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa họ đổ con nhà vòi ba mươi mùng một mười tư hôm rằm ba mươi mùng một hôm rằm mười
đời sâu xa. Lộc về Chúa mang ban phát khắp thế gian cây nhiều. Tiên Chúa đời đời nguyện khắc ghi một lòng nhất tâm. Bạn đến hôm nay hát ca đón Chúa bà về đây. Cố chiều đinh lý trần lên sắc phong thường đẳng hiệu đề tối linh trên tây thiên tam đạo địa linh. Nhang thơm mát nước xin quỳ tâu tiến dâng nhất bản văn chầu Chúa tiên tịch xưa tam đạo tây thiên. Hồng gieo chúc hoa dường già tốt tươi nước non ghi nhớ ơn người.
dìu dặt tiếng chuông thiền nhặt khoan. Xin niềm đán nhớ xưa tĩnh cũ chốn Lạc Châu, thủy tứ trung linh đồng cuồng chúa bà gia. Cũng có khi dùng ai đi tìm
Non thiên hài xào dâng lên, các côn nhật đủ về ngàn thành thơi, đổ cho tài lộc hơn người, đổ cho họ đỗ con đời đời vinh hoa, Chúa đổ cho phúc lộc hà sa. Sơn sắc tốt tươi rực rỡ, soi lên ngàn lắm quả nhiều hoa. Lệ ánh đúc vào xa sớm chiều, vui mấy nắng chín lưng đeo gót tiên hài xào, mỹ miều xinh tươi còn rào quai tôi tóc ở bên người. Đền Chúa Bà đẹp làm sao, anh đuốc tiên tòa chiếu lung linh trong đền Chúa đẹp làm sao, núi núi kia dệt núi mấy lưng trời lực lở trôi, núi núi cao dệt núi mấy lưng trời mấy lưng lở trôi. Hai tài hai lộc để dành đời sau, chân người bước tới nơi đâu đi gieo mầm nhân nghĩa, bắt nhịp cầu vinh hoa đẹp như sao bắt đầu ngân hà. Người sinh cảnh cũng hữu tình, người sinh cảnh cũng lung linh hữu tình. Đông cung sơn thủy hữu tình, Chúa thường chắc dáng hiện hình bách ban. Danh tiên Chúa trên ngàn đường lấy, bà hóa phép màu nối dây uy danh, sắc phong thượng đẳng tối linh. Khắp đâu đâu nức
danh thần nữ từ cổ triều quốc sử còn ghi chú danh thơm nam bắc trung kỳ. Danh thơm nam bắc trung kỳ, báo dân hộ quốc độ chi bốn phương. Sắc lê mại đại vương trường trị, đông cung từ đích thị danh lam, tiếng chim kêu vượn hú trên sông thao ấn lượn xinh ghê thông gieo trục hoa tự bề. Chân chấn dị tà ma, chưa có phép tiên linh ứng thay là áo xanh chân dẫn đôi hài hoa trời chân điểm vàng đá người ta ý à. Trận điểm vàng đá người ta cho mày quân tử xót xa anh hùng chúa trời đâu ở đó não nùng ý à. Cao mại quê nhà trên đất lâm thao, cao mại quê nhà sắc phong bản cảnh tiên chú bà đệ tam cai quản sơn trang quyền hành chúa, cai quản sơn trang sơn lâm các đồng cúi đầu làm tôn. Chúa ba đề tam quyền hành
tai quảng sơn trang. Đất Phong Châu nức danh thần nữ, tiếng danh truyền tiền chúa Lâm Thao sùng lâu nước chảy dì
sáng mới về, nghiêng 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 sẽ mái tóc thề, kính lên miệng ngược lúc đi về miền xuôi, bạn đến nơi Chúa Bà đã về rồi. Dạy người mát người mường làm lương, đêm canh quy Chúa Bà đốt đuốc soi đường. Ý à, soi chưa quốc phú dân thương, trong Nam Việt bốn phương khai hòa, sóng đang chiếu về sáng tỏ gần xa, cho đất nước nhà nhà thêm xuân, ngọn đuốc tiên chiếu tỏ xa gần. Ý à, lộc tài Chúa mới ban ra, bốn phương trăm họ để đa tháng ngày, ban cho tiền tốt lụa dây, bồng lộc cho trí về đến đây càng nhiều, ban cho thanh đồng dài nhất sang yêu. Ý à, xưa họ đỗ con nhàn khói phùng thờ, 30 mùng một ngày 14 hôm rằm, 30 mùng một hôm rằm ngày 14. Đường quanh co bên đồi bên núi, nghe phan xa xa nghe tiếng sao mèo, chân Chúa Bà bước ra, đi hái hoa là đi hái trà, đường quanh có bên đồi bên suối, gọi cái rừng ơi cái rừng ơi, trần gian nơi Chúa về đây trời, trần gian ơi hôm nay Chúa về đây tám tiếng nước lồng bóng mây, tiên lễ Chúa khoai môn trên lập thạch, bưởi đoan hùng cung tiên Chúa tiên hay hay, mắt phượng dịu xanh xanh
sơi đồi cỏ khi vào nương dâu. Đẹp khác nào một bức tranh thì mặc nay chúa ngự về ra ngự đền chúng cầu thơ quan giả tấc lòng con dâng văn sự tích chúa bà lập sang sớm lâm các đồng cuối đâu làm tôi chùa anh linh lừng lấy núi đồi ý à, 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 à. Thành ra hồi cùng năm miếu rõ ràng ngự năm phương năm miếu rõ ràng sắc phong bàn cảnh tiên nàng ngũ phương nón dầu áo trắng tài lộc được nhiều hơn xưa.
tiên đi về nơi bàn cảnh các bạn tiên ngồi đàn hát sướng ca những người nào dương thế sai ngoài ta.
sơn trang mới về, nghiêng nghiêng sẽ mái tóc thề, sớm lên miền ngược chiều lại về miền xuôi, đường xa bước lửa hoa cười. Biết Chúa nay tay vái miệng kêu Chúa thương cho người dường thế khó nghèo. Các bạn tiên ngồi đàn hát sướng ca, những người nào trần thế sai hoa ý. Ngày lại hành cho liệt vị dân tay, mau mau đi thỉnh thánh đi mời thầy. Từng câu con dân văn đàn hát xin nguyện cầu. Ngôi đền Chúa Bà
lịch sử ai bày cửa thiêng tiên xua hàng ngày khách qua khi thì chúa ngự tiền nga y à. Phục mạc đế đình bóng tôn quan, phục mạc đế đình gia huy sát quỷ, quan lớn trừ tình chóc à. Sai triệt nhang hạ bút phê sai, cảm phiền sư tướng về đáo lại độ trị tả sai binh bộ binh từ khai quang song nhang thấp cờ diệu quang minh chiếu từ trung ngã tích tăng cung giàng kim phung hoàng thần cần thánh chúa tiên trung vương văn sứ dâng lên trình quan đệ nhất ngài chép biên dành dành cung phụ nhị tự trường sinh của nhà phú quý khang linh lộc tài độ cho tuế thứ xuân lại. Ban phòng
phong hào quang khắp họa thiên hạ. Vầng nguyệt soi chiếu cả hư không, bốn mùa xuân hạ thu đông, muôn dân mơ phép ông nhiệm bầu. Xin thượng lầu Ngọc Hoàng Thái Cực dưới Bách Thần Châu Trực hôm mai, Ngọc Hoàng ngự cảnh đền rồng cao ngất cửa đài trang nghiêm. Mới ứng điểm sông ý bay, phượng mộ ý tứ lân vần thất bộ sao xa tám nghìn tiên nữ bách hoa. Sớm khuya chầu trực vua cha Ngọc Hoàng thành ca hồi thái tử đệ tam tấu tôn thần quan thái tử đệ tam hùng binh quán cổ lạnh giang cầm quyền. Điện đình thoái phù trước võ thần tôn quan chấn thủ tòa lạnh giang. Dù quan kiểm soát cõi phàm trần gian,
thắp một tuần nhang, quan lớn người về thắp một tuần nhang, tống về thoại phủ các ban các tòa thiên đình về trướng Diêm La, tố về Bắc Hải Đức Vua cha Đông Đình, tố về cho tới thoại cung. Văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan về tấu đôi chương đàn duyên long thành đồ cho họ đỗ tràng sinh. Chư phu chư quý khang linh lộc tài đồ cho tuế thứ xuân lai. Hãy
thần ba thước tay ngang dọc chí quan lớn dày trời tây lấp bề đông tòa lãnh giang hoàng tử xưng hùng dưới thủy đồng đệ tam tích mệnh cơn phong vũ âm âm dâng chào quần quần nè mênh mang rước quan lớn đệ tam về cho tới thoại cung nước rẻ đôi dòng biếng biếc xanh xanh dấu son đỏ nhuộm hồng trên bạch hạc mãi ngàn đời sông nước lạnh giang đông đình xe mã xe lon nổi cơn phong vũ biến lên đầu sông một thân mà đành phải chia hai bao phen xuất nhập trang đài lãnh giang bạch hạc mà đến cho đời vân du tài thao lược quan nhập thần xuất quỷ đã ra tay tế thế thủy cung dâng nước tràn tràn chung chung sông vỗ thanh thang quan ngự đồng từ người là con vua đồng đình xem sử sách anh hùng cái thế mấy ai bằng mấy ai đầu bằng thái tử đệ tam mắt rồng trói trói dòng nhàn gươm thân giáp bạc ai đang quan phép nối cơn lôi đình tố lốc muôn phương bạch
hát thình một môi chuông, đầu rồng thấy rõ trong sương rụng rời. Sóng lại hiện lên đùng đùng sấm động kinh thiên, mưa ù chớp giật uy nghiêm tướng thần. Lạnh trong thâu thanh ra